lễ hội Việt Nam 2024 được tổ chức tại thành phố Osaka, thu hút bạn bè Nhật Bản và quốc tế. Vừa qua, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản phối hợp với chính quyền các tỉnh và các hội đoàn người Việt Nam tại khu vực Kansai tổ chức lễ hội Việt Nam 2024 tại Osaka. Đây là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức tại tỉnh Osaka sau thành công của lần đầu tiên vào năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Thay mặt ban tổ chức, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Ngô Trịnh Hà, tin tưởng lễ hội năm nay sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa Việt Nam độc đáo và ấn tượng về một hình ảnh Việt Nam trẻ trung, năng động, với nhiều điểm du lịch hấp dẫn, góp phần tăng cường tình đoàn kết cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời là cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Tại lễ hội năm nay, ngoài các gian hàng ẩm thực giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam, còn có các không gian để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến bạn bè Nhật Bản, góp phần thúc đẩy giao thương và đầu tư giữa hai nước. Trong đó nổi bật là sự tham dự của đoàn thành phố Hội An với các chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa bản địa của phố cổ Hội An cùng các gian hàng giới thiệu các thông tin du lịch, dịch vụ của thành phố. Vâng, chúng tôi là công ty Ascook Việt Nam. Năm nay chúng tôi tham dự festival với tư cách là nhà tài trợ chính. Chúng tôi rất là cảm thấy vinh dự bởi việc tham gia này thì sẽ đóng góp cho sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Đây là lần thứ hai mà Ticonex được tham dự vào cái festival của người Việt Nam tại Osaka. Mục tiêu là sẽ đồng hành cùng cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nói chung và lại tại Nhật Bản nói riêng. Ticonex rất mong là sẽ góp phần vào trong cái công cuộc xây dựng một cái cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài ngày càng vững mạnh, ngày càng có vị thế lớn mạnh. Ngày hôm nay thì khi mà Hoàng Hải được đến với Osaka, được gặp gỡ những khán giả rất là thân thương, những khán giả người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây và cả những khán giả Nhật cũng đi tới đây và tạo ra một cái bầu không khí có thể nói là cực kỳ sôi động. Cái điều đó làm cho Hoàng Hải cảm thấy rất là hạnh phúc và mọi người cũng dành rất là nhiều tình cảm và những cái sự quan tâm, thậm chí là tặng những chiếc bánh sinh nhật, những món quà và không cho về nữa. Và đây là một cái điều mà khiến Hoàng Hải rất là hạnh phúc và rất là yêu Osaka, yêu thành phố này, yêu những con người đang sinh sống tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn vào một ngày gần đây nhất. I love you. Thực ra là em cũng được nghe rất là nhiều cái câu chuyện về Osaka. Là mọi người hay nói là Nhật Bản thì là gồm Osaka và phần còn lại của Nhật Bản, tại vì là Osaka rất là nổi tiếng vì cái sự thân thiện cũng như là cái sự cởi mở của người dân ở tại đây đối với tất cả mọi người. Thì lần đầu tiên khi mà Cam tới đây, Cam rất là ngạc nhiên bởi vì mọi người, kể cả người Việt và người Nhật tại Osaka đều rất là ủng hộ cũng như là rất là nhiệt tình với những cái tiết mục của mình. Và đó là một cái điều mà làm cho Cam cảm thấy rất là biết ơn, cũng như là rất là mong muốn là sẽ có lần thứ hai được tới quay trở lại đây. Đây là lần thứ nhất rồi và đã là một cái ấn tượng rất là mạnh đối với Cam. Thông qua lễ hội đã truyền tải những giá trị của văn hóa Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản và quốc tế, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ song phương, tiếp tục phát triển. Lễ hội Việt Nam tại Osaka 2024 thu hút khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan.